ở đội người hóa đào tạo sĩ quan đơn vị tổng quân số là 600 đồng chí. Qua đó đã có phần nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan dự bị của tỉnh. Hiện nay thực hiện kế hoạch phân bổ chỉ tiêu đào tạo bổ túc chuyển loại sĩ quan dự bị của quân khu năm 2022 của bộ chỉ huy tỉnh đã chỉ đạo ban chỉ huy các huyện thành phố lựa chọn và đề nghị thường vụ đảng ủy quân khu chuẩn bị 60 đồng chí hạ sĩ quan binh sĩ hạng một đào tạo sĩ quan dự bị bằng cuốn sách địa phương, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị để mở lớp đào tạo sĩ quan dự bị khóa 11 tại trung đoàn tại thủ đô. Trong buổi lễ ngày hôm nay, thay mặt cho đảng ủy thủ trưởng bộ chỉ huy tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương các cơ quan đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức mở lớp theo đúng kế hoạch. Kính thưa toàn thể các đồng chí, lớp đào tạo sĩ quan dự bị khóa 11 được tổ chức trong thời điểm đảng bộ, chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh đã ra sức thi đua để thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 13 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 68 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 432 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh, 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9, 75 năm ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh và nhiều phong trào thi đua yêu nước của địa phương thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang. Công tác huấn luyện trong những năm qua luôn được đảng ủy, thủ trưởng bộ tư lệnh tỉnh cũng như chỉ